À, bắt đầu đi cọt là được rồi đó. Còn bây giờ giờ ai đang hot? Em hot hả? Em hot hả? Em hot. Ủa em gửi Ủa em gửi đây. Để em gửi cái em gửi cái ID cho. ID cho. Đây rồi. Rồi. Tôi đặt hết niềm tin vào bạn á. Hello. Anh cũng đang bắt nghĩa này. Xong vào phòng được không? Hả? Ôi. Đây anh mời lại cho. Để mời lại cho. Mời lại cho. Phát 123. 123. Không thể tham gia bán chơi chuột phòng hiện không dùng cùng phiên bản trò chơi. Mọi người phải chạy cùng đúng phiên bản. Dạ, rồi đợi xíu ra ra coi có cần update gì không. Vậy mọi người ra coi update đi. Ừ, em coi thử có update gì không. Mới update xong. Update phiên bản mùa đông. À, nó ra cái màn hình mùa đông đúng không? Hình như là cái đó anh có rồi á. Đúng rồi. Giờ đây anh chưa có. Nó sẽ có cái validate gì đó thì phải. Lúc em nghĩa lúc em vô màn hình chính có thấy khung cảnh mùa đông chưa? Chưa, em thấy mùa xuân. À vậy thì đúng rồi, vậy là em vô chưa em chưa có. Cái vậy mới được chứ. Không thua, mình có thể không thắng nhưng mà mình phải mạnh mẽ. Rồi xíu tạo lại. Rồi giờ anh có rồi thì anh vô anh tạo trước, tạo phòng trước. Dạ, này chú Huy với Đạt có đánh không? Nghe nói là có đó. Có không? Sao wow, lại đánh á. Ông thua lâu lâu xíu. Alo, ông chủ lâu lâu xíu. Đó nhưng mà khi nào đánh được phải biết cho anh biết giờ chứ. Thì hết trận này là đánh á. Ủa chứ không phải em bận hả? Là anh muốn đánh song song luôn. Từng trận đi. Đấy. Để còn bình luận này kia chứ. Làm phòng quan sát của phần tích. Đợi có biết kết quả rồi nữa mình xem xét tình hình coi mình muốn đánh với ai tiếp theo. Bán độ à. Chơi bán độ gì chết rồi chứ ơi. Sao update xong chưa nghĩa? Rồi, mình đang vô lại. Ừ. Vô thấy mùa đông là được. Có link chưa sao không thấy ta? Gì đó. Đây, gửi lại cái ID mới. 689. Đây đây. Cho mình coi được mấy phút. Rồi, cách nghĩa. Để nắm chắc phần thắng. Bác là 689 hả? Không không, 123, 123. Nó là 123 thôi. Lọc đi ra. Đây rồi. Mọi người vào xong rồi khán giả mới vào đúng không ta? Đúng rồi, em bắt đầu còn xong em, rồi. Em vẫn thấy cái nước của anh kìa. Ủa vậy hả? Ok vậy. Đúng rồi. Dễ tạo sai rồi. Chơi đúng không? Ừ. Thôi kệ, đó anh chơi nước đó đó. Tới giờ này rồi cũng không có thay đổi gì mấy. Hút em đây. Tôi sẵn sàng. Làm sao coi vậy ta? Đợi xíu em. À, à Đạt à, em qua cái chỗ để coi biết cái chỗ đó không đó không? Em gọi cái số của anh đưa vô. Tiếng Việt là vào xem ván chơi. Ờ à, kiểu vậy á. Rồi em gọi cái số của anh vô. Lấy anh với Nghĩa bắt đầu trận rồi thì em sẽ thấy nó hiện ra. Rồi em bấm xem. Ờ, chứ hiện tại là chưa có đúng không? Đúng rồi, chưa giờ chưa có. Rồi xong chưa? Rồi, không tan. À, xem đánh. Let's go. Rung tay quá. Giờ phút quyết định đã tới. Thế rồi. Game này không cầm gì lay hả?
Anh không có để delay, anh để là không có delay luôn đó. Rồi, hay rồi. Rồi. Để có sao ban nội dung mà được. Để tôi cánh chim nè. Ủa, quên tắt mic rồi, đáng lẽ đấu thủ phải thoát ra nhé. Mà thôi kệ chứ hả. Để bình, chơi vui mà. Chơi vui. Bình luận không có được tiết lộ bí mật nha. Ok. Nghĩ như thế nào, anh như thế nào. Em đang thôi, em muốn coi góc nghĩa. Wow, nghĩ có vẻ làm khá tốt chuyên ha. Chuyên nghiệp quá ta. Trời ơi. Nghĩ có khác. Đã chơi 40 giờ rồi nè. Nghĩ có vẻ chuyên nghiệp đấy. Trời ơi, dắt quá đỉnh luôn. Cười gì ghê vậy? Bữa này bực. Có thấy Các bạn như tôi thấy tình hình của anh Nghĩa có rất là nhiều đặc biệt. Wow. Nghĩa yeah, đúng là có lưới chơi tôi táo bạo. Wow, một pha Nghĩa. Tôi tự tử Nghĩa. Khá lắm Nghĩa. Thầy tự hoàn hảo. Nghĩa làm gì vậy? Ôi. Tin là Nghĩa sẽ chống chọi được. Này em lo được. Nhưng như vậy đang để không học. Đâu luôn. Tính ngày chơi solo thì cầm Việt Nam thôi rõ không? Lên Nghĩa ơi. Rồi, Nghĩa còn mấy cây gỗ xung quanh nhà chính mà. Được. Khởi nghĩa rồi, phản rồi. Làm loạn rồi. Kai sakysi? Ėmis statytų.
Эми Кирстум, Свики, Эми Статьи Сакиси, Тойос, Эми Кирстум. Да-да-да, Гоусо, Господи. Эми, Супротов, Гоусо, Супротов, 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 Klausau, aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Nè, nghĩa có sách lược là khá là nhiều lắm. Không thể coi thường nghĩa được. Trời lỗi quá. Nghĩa là châu. Tao không biết nhiều, tao phải mấy con dây kìa, hết vật kìa. Cái độ trâu bò của nông dân này thì nhiều có thể lấy nông dân solo không đến cho tính luôn. Không cần thiết phải khó rồi đó. Ủa, coi bộ khó khó khăn đó. Chiến thuật có nghĩa là co cụm lại, nhưng mà trong cái bãi co cụm của Nghĩa thì có vẻ như đã tương đối đầy đủ tài nguyên để Nghĩa có thể lên được đủ ngày hai, có vàng, có bớt đầy đủ, có vàng, có gỗ và tương lai là có thịt. Nghe sợ vậy. Hiện tại là việc của Nghĩa chỉ là có cụm và phòng thủ thôi. Ngoài ra nông dân của Nghĩa thì cũng có tương đối trâu. Tuyệt vời Nghĩa, sai lại. Không được rồi. Hay Nghĩa. Nông dân của Nghĩa thì máu tương đương với một người lính của tính. Đúng rồi, hết đi. Ủa mấy con này bị tù quá vậy? Ok đi rồi đi vô. Không, đây có thể là một chiến thuật mới của Nghĩa. Mình bay lưới này đây nhưng mà mình canh tác ở ngoài hoặc là mình canh tác bên trong, địch không bao giờ phòng được. Còn Nghĩa thì hiện tại là đã chết con ngựa rồi, không chưa thể dò map được. Delete rồi, đúng rồi, xây lên. Lãi lẽ. Vâng, ghi vàng đi đâu vậy? Đắt là sao á? Đúng rồi, dân luôn mạnh hơn. Gì vậy? Nghĩa làm gì vậy? Thôi, mình chỉ nghe thôi, không nên can thiệp vô chuyện chơi của Nghĩa. Nếu mà mình muốn góp ý thì mình sẽ góp ý sau trận đấu. Đúng rồi, đúng rồi. Hay là đánh đánh như ngoài đánh bốn người nha. Xíu nữa phải set delay kìa. Cho nó delay lại xíu. Có vẻ như cái lưới của nó đúng rồi. Làm tốt cái gì trời sửa nhà chứ lại vậy nhân lính có tính rồi không? Không thể nào xâm nhập được vào nhà của gì đó. Sợ quá vậy. Ủa? Đời hai là mình có tháp căn. Mình thấy mắc
Ủa sao mấy con dân em bấm vô nó không chịu sửa trời? Hết gõ rồi. Còn gõ đầy đủ gõ mà. Dạ yeah. Ủa sao không? Sao mấy con bấm không sợ nó đi ngoài à. Nghĩa sai gì kì vậy? Không biết bấm hồi nó mới ra bị lắc hay sao? Ờ, có vẻ như Nghĩa thu non rồi. Nghĩa đang chơi cái thực thì nhốt lính qua tính vô đông nhà. Trời gì đó. Chúng ta đã có Nghĩa là gì? Chưa mà, giờ có làm được cái gì đâu. Hết nhân rồi. Chị đã thua rồi. Chị không có. GG rồi. Nhanh vậy hả? Nếu mà nghĩ có một cái chế độ hợp lý thì không biết em bấm không xài lát mới xài một đấy. Chắc là do nghĩ bị lắc quá. Thôi chú Huy đi. Ủa sao kèo Nghĩa trống vắng quá vậy? Không biết là gì chứ. Nhưng mà tiêu điểm ngay chiến thuật này cũng có tính là đã chọn đội khá quá tốt. Oh yeah. Tiêu điểm của đội này là được 150 thịt so với những cái nước thông thường khác. Anh nghĩ là tính ra là mình sớm. Yeah. Không, em bấm hay em quá. Bấm nó không có đi. Nó không đi mà. Đúng là đi. Thua trong gang tấc, chỉ cần Nghĩa là xây sở qua được khúc đó, sửa được cái nhà đó là có thể như Nghĩa đó xong. Tôi nói an toàn nè. Bấm ngoài nó không xây luôn á, tầm gần lít nó trời lát nó xây một đống hàng rào. Ừ, chắc là lắc quá. Mạng lát hả? Đó là một chiến thuật nha. Chiến thuật lát à? Có thể đó là một chiến thuật. Có ai phổ biến cho Phong về cái giải đấu của mình không? Cho Phong Phong với Lộc một chờ tham gia. Em với chú Huy nè. Rồi ok. Rồi xong, ván này kết thúc ở đây đúng không? 1-2 đúng không? Xong được tại nghe quỷ. Xong một trận đầu tiên của giải xôi gà, quỷ xôi gà. Đây cuối cùng là Nghĩa được 14 con dân. Rồi cho mình chỉ cho spectator delay 1 phút ha. Ờ vậy đi. Để tránh cái tình trạng giống như lúc nãy. Ừ. Rồi. Rồi. Để ở ngoài luôn ha.